cân. Mặc dù tôi vẫn thích quân đội bạn hơn. Không biết mọi người ý kiến như thế nào. Roman là game thủ chim sẻ, Baby của chim mệnh, Minoan của Bi và Ban trong tay của game thủ Velop. Ban trong tay của game thủ Velop. Như vậy là quân đội bạn, cá nhân tôi thì vẫn tôi vẫn thích quân đội bạn hơn. Và thực sự là quân đội bạn vẫn cửa trên hơn. Không biết rằng ý kiến của mọi người như thế nào. Cá nhân tôi đánh giá rằng quân đội bạn vẫn đang cửa trên hơn. Đây là Roman dành cho game thủ chim sẻ. Và Truy Mệnh là người cầm Baby. Vâng, quay trở lại với màn máy của game thủ chim mệnh thôi. Như vậy là bài chim mệnh đã có voi, có quả phụ. Nhìn có vẻ khá ổn rồi. Trong khi đó đây màn máy của game thủ chim sẻ. Sẽ là một thế cực kỳ tuyệt vời nếu như chúng ta có thể đánh chết được hẳn về lớp. Và đưa thành thế mà 2v1 với BB. Hoặc một thế khác đẹp hơn nữa, đó là BB đánh cung A và one hit luôn. Được BB thì càng tốt thì cơ hội thắng sẽ càng cao. Đây là một kèo đấu mà tôi đánh giá rằng là 55 và 45 đội bạn có lợi thế hơn. Xét về cung A thì đội bạn, xét về cung thì đội bạn cũng lợi thế hơn chúng ta. Xét về chém, đội bạn có là đà tuyển, còn chúng ta thì chỉ là ngựa chém mà thôi. Nhưng bài của Sẻ là bài khá kín. Sẻ sẽ đánh chắc nhà trong trận đấu này và có thể chuyển sọc đơn bất cứ lúc nào. Không, nếu như mà BB đánh cung A thì chắc Sẻ vẫn là người chầu chém thôi. Còn thực ra con sọc giấy nó không có nhiều tác dụng lắm với những con cung A hai áo của Minoan. 17/20 đóng chiếc BS đầu tiên. Tiêu 4 dành cho game thủ chim sẻ, hai voi và một bãi quả phụ nữa thì bài của Sẻ cũng sẽ là một bài mắc. Nhưng cái quả phụ đấy ở đâu thì chúng ta cùng chờ đợi. Quả phụ nó sẽ là ở đâu đây? Chờ đợi mọi người nhá. Anh thích chú Sẻ cầm Minoan hơn công thủ như MU cúp C1 dạng sáng nay. Vâng, Sẻ thì nói thật với anh em mà em thích nhất là Sẻ cầm AC. Không biết mọi người như thế nào nhưng mà tôi cực kỳ thích Sẻ cầm AC Nan, bởi vì cái lúc đó thì cái khả năng thắng của kèo đấu đấy nó thật rất cao luôn. Sẻ cầm ít AC Nan thì rất ít khi thua, khẳng định với các bạn. Và tôi vô cùng yên tâm khi chim sẻ là người cầm AC Nan. Ôi dồi ôi, hai voi cùng quay đầu một lúc nhưng nó vâng húc đầu vào một cánh rừng. Và tình huống vẩy e của chim sẻ là cực kỳ tinh tế. Vừa để vẩy giữ hai con voi cũng như giữ hai con voi, vừa lùa hiêu ra phía bên ngoài mà lại vâng vừa lùa hiêu ra phía bên ngoài, vừa giữ được hai con voi mà lại vừa kịp lúc đóng e luôn. Bởi vì các bạn thấy tham lai là 22/24 trong dành cho game thủ chim sẻ trong tình huống vừa rồi. Tuy nhiên quả phụ mà tôi muốn đang ở đâu? Nếu như trong trận này Sẻ không tìm ra được đồ ăn gì thì Sẻ vẫn sẽ là người fit do không đủ đồ. Hai voi một hiêu thì vẫn đang chưa thể lên được đời dành cho game thủ chim sẻ. Vẫn là một map mà tôi đang cảm giác là khê. Đây là quả của Wii. 25 dân kích đời 8/20 không sớm lắm. Ba linh máy tới được Truy Mệnh. Map đang khoai khoai thì phải. Vâng, hơi khoai. 25 nông dân. Cùng xem trận đấu này Sẻ để ép đời bao nhiêu khi mà Sẻ là người ăn tranh với BB. Choáng rồi. Vâng, choáng thì cũng không phải là choáng bởi vì là bài nó không có đồ gì. Thì anh em bảo là phải làm như thế nào, đúng không ạ? Không biết Sẻ có lên được đời hay không đây. Tôi vẫn sẽ xem màn hình máy của game thủ chim sẻ bởi vì Sẻ là tay chém. Đang căn ke đấy. Sẻ đang căn ke. Chắc là vẫn lên được đời. Vâng, có lẽ là vẫn lên được đời dành cho game thủ chim sẻ. Sau khi Sẻ lên đời xong thì sẽ cuốn ruộng luôn. Đánh đóng nhanh cái BM và ruộng luôn nào. BL dành cho chim sẻ ở ngay trong nhà Maxi. Tình huống ôm bom của game thủ chim sẻ nhưng vẫn cần phải đóng ruộng bởi vì nếu không thì không có lực. Oh.
vẫn kích 10 trong trận này. 25 nông dân và là 10-58, cực kỳ chát. Hãy cùng xem là xẻ nó sẽ làm như thế nào để có lực trong trận này đây. Vẫn cần lực để ôm bom đối phương. Tôi nghĩ là vẫn là cuốn ruộng thôi, bởi vì Roman thì thực ra là một loại quân lợi gỗ và vẽ ruộng thì cũng không ảnh hưởng gì quá nhiều. Các bạn có thể thấy lực của chim sẻ là rất yếu trong trận này, rất yếu luôn. Làm gì? Một A hay là một Y? Rồi cánh bên này gặp Minoan của game thủ chia của game thủ Ubi. Và sẻ đang muốn đánh theo kiểu ôm bom chân lực. Có lẽ rằng là một A. A ủng các kiểu. Đây rồi, bãi vàng của Bi đã nhìn thấy. Và đúng là một bài đánh thẳng công an của game thủ Ubi. Đây tự tin khi đơn giản rằng V-Lớp là người đánh lạc đà pan, cầm lạc đà pan và đánh chém. Xin lỗi anh em là vâng, Bi là người cầm Minoan, chứ không phải là Maxi, sorry anh em nhé, nhầm. 25/44. Như vậy là 1P trước tới từ game thủ chim sẻ. Còn đây màn đánh máy của Truy Mệnh. Và như vậy là Truy Mệnh quyết định đánh chém trong trận này. Không đánh kiểu an toàn với đối phương mà quyết định một bài đánh chém có P dành cho game thủ Truy Mệnh. Có cung tê luôn. Vâng, có cung tê luôn dành cho game thủ Truy Mệnh trong trận đấu này. Và đang bắn được thẳng vào bãi vàng của người cầm Pamidan. Truy Mệnh đang tươi. Tôi đang cảm giác là Truy Mệnh đang tươi khi những con nông dân của game thủ V-Lớp đang không hề có bánh xe và ăn được toàn bộ bãi vàng của V-Lớp. Vâng, đang ngon. Ô, sao tên này Truy Mệnh lại mang hết nông dân ra đập lạc đà công giáp nhỉ? Vâng, mang hết nông dân ra để đập con lạc đà công giáp. Và cơ cấu lại luôn, luôn một e luôn. Cơ cấu lại luôn, không, bánh xe đã có rồi. Con lạc đà thứ hai ra thì phải chạy thôi. Chạy, 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 chạy ngay, đi ngay trong đêm này, xách quần lên và đi. Vâng, trong khi đó thì đây là màn máy tới từ game thủ chim sẻ. 28/44. Sẻ đang có bài ôm bom chân lực vào nhà của người cầm Minoan. Và đây là tình huống công phu tới từ game thủ chim sẻ. Thành công hai con cua một đảo. Vâng, đây là pha ôm bom cực hay từ game thủ chim sẻ. Tình huống đánh hai phủ thể hiện được sự tự tin, thậm chí là Kylian Mbappe. Vâng, tên cầu thủ người Pháp đang được sướng lên một lần nữa ở trên màn hình máy của game thủ chim sẻ. Nhưng không, dân của sẻ đang không có bánh xe. Đây tình huống lọt vào của game thủ V-Lớp tương đối đau. Lạc đà của lớp đang lạc đà công giáp đấy sẻ ơi. Vậy bãi vàng quan trọng hơn. 24 rồi, tình huống mất hàm đây game thủ chim sẻ nhưng không sao cả. P vẫn đang được vắt đều. Bánh xe có chưa không biết. Cánh bên kia lớp đang phải tạt sang phía này một tên thì mệnh thừa sức để có thể giết lớp rồi. Vâng, một trận đấu mà chúng ta đang vượt khó. Đang vượt khó ở đây, tình huống hú tới được game thủ chim sẻ. Hú được cực kỳ nhiều nông dân phía bên trong. Con ngựa chém này mà lao vào. Nhưng đây là con ngựa chém không công giáp. 26/52. Hú được rất nhiều dân rồi. Vâng, đập luôn, đen. Đen không, đen như vậy con ngựa chém nó bị hóa màu. Và đây tình huống hú lại tới được game thủ chim sẻ thôi. Hú lại, hú lại, hú lại. Được. 24/52 dành cho chim sẻ. 25, phù thủy vẫn đang đứng quây quân ở nhà của game thủ Bi. Với này thì Bi với cả chúng tôi này. Ra cung A hộ. Ra cung A hộ tôi cái. Tiếp tục đang đục vào nhà của game thủ Bi. Vâng, vậy e dành cho game thủ Bi. Nhưng chẳng hề hấn gì, hú được. Vâng, đem con ngựa chém nào thì bị mất con ngựa chém nào, hú là con ngựa chém đó thôi. Vào, vào. Tuần này là một tuần cần phải vào dành cho game thủ chim sẻ. Vâng, sẻ đang ôm bom Bi là cực hay trong trận đấu này. Vào. Vào. Vâng, Bi đang đen những con nông dân của mình ra. Đen e ra để có thể chạy dần. Hàm lại là 24 dành cho game thủ chim sẻ. Một trận đấu đánh cực hay dành cho Truy Mệnh và chim sẻ khi mà chiến thuật là vô cùng hợp lý. Cái bài mà tôi cảm giác rằng là chúng ta sẽ thua. Và tôi cảm giác rằng nó oẳng đến nơi rồi nhưng không. Sẻ đang có một bài ép đời căn kè thường gỗ được cực kỳ chuẩn và tỷ số là 1-0 trong trận đấu thứ 3 dành cho Liên Quân. Quá hay. Liên Quân 1. Một trận đấu mà đánh không thể tuyệt vời hơn nữa tới được cả Truy Mệnh và game thủ chim sẻ. Truy Mệnh quyết định đánh chém để chém ở nhà của Pamidan, còn chim để cho chim sẻ có thể ôm bom ở nhà của người cầm Minoan. Quá hay đối với game thủ chim sẻ cũng như là Truy Mệnh. 1-0 trong trận đấu thứ 3.